Hello, chào mừng tất cả bạn đến với live stream Hùng. Chúng ta cùng đến với trận tứ kết 3 của giải cầu lông thị xã Đông Triều trong cúp thành công mở rộng lần thứ 4 với giải nhận lên đến 5.000 đô la. Phía gần màn hình là cặp đôi Đức Hải đến từ đơn vị Bắc Ninh, phía xa màn hình là cặp đôi Tuấn Anh Thiều đến từ đơn vị Bắc Ninh. Vậy là trận tứ kết này sẽ là nội bộ Bắc Ninh đối đầu nhau và chỉ một cặp đôi được ghi tiếp, rất đáng tiếc. Ở trận đấu trước thì cặp đôi Tuấn Anh Thiều giành chiến thắng trước cặp đôi Minh Sang của Hưng Phú Thành phố Hồ Chí Minh. Còn cặp đôi Đức Hải thì giành chiến thắng trước cặp đôi Lê Văn Tú và Mạnh Nho của đơn vị Agribank chi nhánh Thủ Đô. Trận đấu bắt đầu, đây sẽ là một trận đấu rất hay. Cú lôi từ Đức Con. Điểm số 1-0 Tuấn Anh giao cầu. Sân số 5 trọng tài cho dừng trận đấu. Mời hai vận động viên của Đức Đạo về bàn đăng ký. Điểm số 4-1 cho Tuấn Anh Thiều. Trọng tài sân số 5 mang biên bản và chứng kiến. Trên sân số 5, đội làm nữ 3-1-10 Lợi Luyến gặp người Quảng Ninh gặp Quảng Ngoại Ứng Đạo. Thank you.
Trên sân số 4, đội nam nữ 31-40 Duy Dung Tràng An gặp Hải Hà Đông Triều. Số hiện tại đang là 11-5 nhưng về cặp đôi Tuấn Anh Kiều. Số đã là 14-6 cho cặp đôi Tuấn Anh Kiều rồi. Tuấn Anh Kiều quá mạnh. Số 7-14. Thank you.
Đội ngoài sân sẽ đội thứ nhất điểm số 21-8 với Tuấn Anh Thiều. Đấu thứ hai điểm số 24 Tuấn Anh giao cầu. 3-4. Tôi rằng cặp đôi Đức Hải có thể gỡ hòa cho set đấu thứ hai hay không? Khi set 1 họ đã để thua đến 11 điểm. 13 điểm chứ thua 13 điểm, 21-28. Trên sân số 1, đội Lam 31, đội Lam nữ 31-40, anh Hiền Hưng Đạo gặp Hưng Quý Hồng Phong. Xin lỗi, trận thi đấu trên sân số 1 vẫn còn thi đấu.
mọi tư thế. Đường cầu rất hay, vẫn còn. Rất cố gắng. Điểm số 10 đều, chiến thắng cho pha cầu cho Tuấn Anh Thiều. Đường cầu rất hay.
Trên sân số 2, đôi nam 18-30 mở rộng, nam tấn cơ 4. Triệu thắng Agribank Thủ Đô gặp Hưng Minh Bắc Linh. Trên sân số 4, đôi nam nữ 31-40, anh Hiền Hưng Đạo gặp Hưng Thúy.